Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mưa lũ ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn. Từ cuối tháng 6 đến nay, vùng Tây Bắc thiệt hại nặng vì mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các địa bàn tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Dự báo khu vực này tiếp tục xảy ra mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trao đổi với phóng viên chiều qua, ông Phan Văn Cường, trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc cho biết, những ngày qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình liên tục có mưa dông cục bộ, đặc biệt Lai Châu có mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều và mực nước sông Đà dâng lên nhưng vẫn dưới mực nước dâng bình thường. Dự báo trong những ngày tới vẫn có diễn biến phức tạp và nguy cơ cao sạt lở tại Lai Châu và Sơn La. Nhân dân địa bàn này được cảnh báo cẩn trọng khi phải lưu thông trên các tuyến đường núi. Lai Châu là địa bàn tiếp tục bị thiệt hại rất nặng, không chỉ những đợt mưa đá bất thường khiến hoa màu cây trồng bị tàn phá nhiều lần từ đầu năm đến nay. Vào cuối tháng 6 vừa qua, mưa lớn lũ quét gây thiệt hại 16 tỷ đồng, 2 người chết, 1 người mất tích và 14 người bị thương. Đặc biệt, huyện Phong Thổ còn gánh chịu động đất khiến 34 nhà dân bị nứt, nhiều trường học bị ảnh hưởng. Mưa lũ mấy ngày vừa qua khiến sạt lở tại nhiều địa bàn và các tuyến giao thông. Một người mất tích là anh Sùng A Dơ, 33 tuổi, xã Mù Sang, Phong Thổ. Cảnh báo trong 3 ngày tới, địa phương này tiếp tục có mưa to diện rộng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lũ quét và sạt lở cao. Ảnh hưởng dãy áp thấp trục Tây Bắc, Đông Nam có vùng hội tụ gió trên cao nên liên tục những ngày qua tại Lào Cai đổ mưa to, thậm chí rất to. Một số tuyến quốc lộ tỉnh và nhiều tuyến đường huyện bị sạt lở. Tại Lào Cai có hơn 20 nhà dân bị hư hỏng, gần 40 hectare diện tích lúa hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại ước tính trên 10 tỷ đồng. Giao thông tại các huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai bị thiệt hại nặng nề. Nhân dân và các phương tiện giao thông được cảnh báo hạn chế lưu thông trên các tuyến tỉnh lộ 156 Bát Sát, Y Tý đi qua địa phận các xã Bản Vược, Cốc Mì, Trịnh Tường, A Mú Sung, tỉnh lộ 156B Bản Vược, Mường Hung, Y Tý, tỉnh lộ 158 Bát Sát, Sapa. Hàng chục điểm bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng nền đường và lề đường gây ách tắc giao thông. Có tuyến sạt lở tới 2/3 mặt đường, xe ô tô không đi được. Tại huyện Bảo Thắng, mưa lũ đã khiến hồ đập Hồ Nhuần 4 dung tích 60.000 mét khối bị sạt lở chân đập phía ta luy âm dài khoảng 60 mét, gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập. Sơ bộ ước tính tổng khối lượng sạt lở tại tất cả các tuyến giao thông lên tới hàng trăm ngàn mét khối, nguy cơ cao bị chia cắt nếu tiếp tục có mưa lớn trong 2 ngày tới. Tỉnh Lào Cai đã huy động được nhiều lực lượng vào cuộc khắc phục thiên tai ở tất cả các địa phương, đặc biệt là giải tỏa ách tắc giao thông do sạt lở và hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đến nay, một số điểm trên các tuyến tỉnh lộ 156 Bát Sát, Y Tý, 156B Bát Sát, Dền Sáng vẫn ách tắc cục bộ. Nước thượng nguồn từ Trung Quốc đổ về khiến sông Hồng dâng cao đột biến, tuy nhiên vẫn dưới báo động 1. Tỉnh Lào Cai đã liên tục cảnh báo hiểm họa, tuyên truyền người dân không ra sông vớt củi, đánh cá, vớt vật trôi nổi và hạn công việc canh tác, trồng trọt, thu hoạch hoa màu bị ngập ven sông. Dự báo đỉnh lũ sẽ lên tới 80 mét, đạt báo động 1. Đây là trận lũ lớn nhất ghi nhận được trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa đến nay. Chiều tối qua, trao đổi với giới truyền thông, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết mưa dông diện rộng kèm thời tiết cực đoan đang diễn biến rất phức tạp tại địa bàn này. Mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên đã cảnh báo người dân chú ý phòng tránh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Tại Yên Bái, địa phương những năm qua thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vì sạt lở và lũ quét đã rất chủ động ứng phó cho mùa mưa lũ năm nay. Lượng mưa trong 2 ngày vừa qua từ to đến rất to tại các huyện Lục Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải nhưng không gây thiệt hại lớn, ước tính chỉ 1,2 tỷ đồng và chưa có thương vong. Tỉnh chỉ đạo ứng trực 24/24 giờ và cử người ứng trực tại chỗ ở tất cả các địa phương có nguy cơ cao, kịp thời xử lý sự cố và luôn có báo cáo nhanh về Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dự báo thời tiết và thiên tai còn diễn biến xấu, hầu hết các tỉnh Tây Bắc đều có chỉ đạo sát yêu cầu rà soát, ứng trực tại các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, khu dân cư, sẵn sàng huy động lực lượng thanh niên, quân đội, công an, dân phòng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, sơ tán dân, khắc phục hậu quả trong tình huống mưa lũ kéo dài, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét trên diện rộng.
Lào Cai, mưa lớn dữ dội xuất hiện lũ lớn. Đêm ngày hôm qua rạng sáng nay, mưa rào lớn diện rộng tiếp tục trút xuống nhiều nơi ở Lào Cai gây ách tắc giao thông. Tâm mưa tập trung tại thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, lượng mưa trên 70mm, xã Thanh Phú, Sapa 65mm, riêng các xã Mường Vi và Trị Tường của huyện Bát Sát, mưa lớn dữ dội với lượng mưa trên 175mm. Mưa lớn khiến nước từ các sườn đồi núi dốc đổ dồn phía dưới gây lũ lớn trên các sông, suối. Hai tuyến tỉnh lộ 156 và 156B đoạn Cốc Mì, Trị Tường và đoạn qua xã Mường Vi Bát Sát là những nơi mưa lớn nhất gây lũ lớn và làm sạt lở gây ách tắc. Trong ngày và đêm nay, nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa to diện rộng. Có nơi mưa rất to, xuất hiện lũ quét sạt lở đất đá trên diện rộng ở các huyện vùng núi. Trước đó, trận mưa lớn 2 ngày trước khiến nhiều điểm thuộc tỉnh lộ 153 và quốc lộ 4 thuộc địa phận hai huyện Bắc Hà và Simacai sạt lở sụt lún. Theo thống kê ban đầu, có 15 điểm sạt lở lớn và nhiều điểm sạt lở nhỏ dọc tỉnh lộ 153 và quốc lộ 4. Có nhiều vị trí lượng đất đá lớn từ trên núi cao xả xuống rãnh thoát nước thuộc km 264-265 quốc lộ 4. Sạt lở đất đá đã làm hỏng một diện tích rau và hoa màu của người dân xã Cán Cấu, huyện Simacai. Sạt lở cũng khiến nước dâng cao, đục ngầu đoạn qua ngầm tràn Lùng Phỉnh. Đáng chú ý, mưa lớn tích tụ nước khiến sụt lún một số nền đường và trượt lở đất, đá, mái ta luy dương. Lũ chia cắt miền núi phía Bắc, nhiều người chết, giao thông tê liệt. Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc, giao thông ở khu vực bị chia cắt tê liệt. Mưa lớn trên diện rộng từ đầu tuần gây lũ quét sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến chiều tối qua, tổng cộng đã có 5 người thiệt mạng ở Lai Châu, Hà Giang. Đến 17 giờ chiều qua, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương ở tỉnh Lai Châu. Trong ảnh là điểm sạt lở tại quốc lộ 4H, tại địa phận Bản Trang Xảo Pá, xã Hu Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Cũng tại địa phương này, lũ quét sạt lở đất đá đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tê liệt. Một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị sập và hơn 40 hectare lúa hoa màu của người dân chìm trong biển nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh vùng Tây Bắc mưa phổ biến 40-60mm, một số nơi có mưa to như Sìn Hồ, Lai Châu 132mm, Hà Giang 111mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn 208mm, Bắc Quang, Hà Giang 325mm. Chiều qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc, yêu cầu theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các phương án phòng chống lũ kịp thời. Lực lượng cứu hộ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Lũ từ thượng nguồn đổ xuống gây thiệt hại nặng nề cho các công trình. Mưa lớn thủy điện xả nước khiến thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang chìm trong biển nước. Mực nước sông Lô dâng cao, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông. Một số nhà dân ở khu vực cầu Độc Lập, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang bị ngập sâu. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm 19 nhà dân ở huyện Văn Bản bị ảnh hưởng. Khoảng 7.000 hectare lúa hoa màu bị ngập úng. Quốc lộ 279 từ huyện Văn Bản, Lào Cai sang huyện Than Uyên, Lai Châu bị tê liệt do sạt lở. Tuyến quốc lộ 4D từ Lai Châu đi Sapa, Lào Cai bị sạt lở nhiều điểm, dự kiến ngày mai mới thông xe. Lũ quét ở Lai Châu khiến 3 người chết, 3 người mất tích. Đến 17 giờ ngày hôm qua, mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất ở Lai Châu khiến 3 người chết, 3 người mất tích, 5 người bị thương. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng từ hôm qua đến sáng nay gây tình trạng sạt lở, lũ lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các tỉnh vùng Tây Bắc mưa phổ biến 40-60mm, một số nơi có mưa rất to như Sìn Hồ, Lai Châu 64mm, Mù Căng Chải, Yên Bái 65mm, Bắc Quang, Hà Giang 89mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn 200mm. Cập nhật với phóng viên lúc 17 giờ, ông Hà Văn Ung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết khu vực các huyện Than Uyên và Mường Tè ngày qua mưa rất to, gây lũ quét sạt lở đất, 3 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và 5 người bị thương. Bên cạnh đó, cũng theo ông Ung, mưa lũ cuốn trôi một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên, làm sạt lở các tuyến đường đi vào huyện Mường Tè, quốc lộ 32 và 4B, hơn 40 hectare lúa hoa màu của người dân chìm trong biển nước.
Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng. Theo ông Ung, đây là đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến nay. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp đã đến địa bàn bị thiệt hại trực tiếp phối hợp cùng địa phương khắc phục tình hình. Tỉnh đang chủ yếu ổn định cho các hộ dân bị sạt lở, cứu trợ cho họ chỗ ở tạm thời, vị này cho hay. Cơ quan khí tượng dự báo mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục lên nhanh và có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức 104m, trên báo động 31m vào trưa chiều qua, sau xuống chậm. Sáng nay, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức 101m ở mức báo động 2, tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20,5m dưới báo động 1, 1,5m. Trong 3 ngày vừa qua, thượng lưu sông Đà, sông Thao xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên sông Đà và sông Thao đạt mức 2-4m, đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1. Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề phòng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!